Các bạn có biết tại nước mình, đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 19 tuổi không? Theo thống kê thì một năm nước ta có hơn 3.000 trẻ em bị chết đuối, trong đó trẻ nam bị đuối nước nhiều gấp 2 lần trẻ nữ. Và cứ khoảng 1 trường hợp tử vong vì đuối nước thì có 2 trường hợp suýt chết đuối. Và gần 70% trẻ chết đuối, suýt chết đuối là dưới 15 tuổi, đặc biệt độ tuổi nguy hiểm nhất là từ 5 đến 9 tuổi. Các trường hợp đuối nước xảy ra phần lớn là trong các hoạt động ngoài trời, khi trẻ chơi gần nhà, phần nhỏ là do được trẻ khác trông nom. Đây thực sự là những con số rất xót xa, nó là một gánh nặng đối với sự an toàn của trẻ em và gây tổn thương đến hạnh phúc của rất nhiều gia đình. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đáng tiếc này, đó là do môi trường, do trẻ không biết bơi và một nguyên nhân nữa nằm ở chính những người làm cha mẹ như chúng ta, do vô ý và chủ quan đối với con mình. Mình nêu ra thực trạng ở trên là để cho các bạn hiểu được tầm quan trọng trong việc giữ an toàn cho trẻ khi ở dưới nước. Và chính chúng ta, những người làm cha mẹ sẽ là những người có vai trò chủ chốt trong việc hướng dẫn con mình những kỹ năng bảo vệ bản thân khi không may đối diện với trường hợp nguy hiểm dưới nước. Các bạn hãy tham khảo và dạy trẻ 5 ghi nhớ dưới đây giúp con phòng tránh tai nạn đuối nước. Đầu tiên, hãy luôn nhắc nhở con không được rời xa khỏi tầm quan sát của người lớn. Trẻ em thường rất thích được bơi lội, vùng vẫy hay chơi những trò chơi thú vị dưới nước. Chúng có thể thích thú đến mức quên đi những chú ý về an toàn và di chuyển đi xa khỏi nơi bố mẹ đang đứng. Nếu bạn và gia đình thường xuyên đưa con em mình đi bơi ở hồ, công viên hoặc là bãi biển, thì các bạn phải luôn đảm bảo được rằng trẻ sẽ biết và luôn nhớ được mình nên bơi ở đâu và trong tầm quan sát của cha mẹ. Bên cạnh đó, các bạn hãy nên hướng dẫn cho trẻ biết vị trí của những nhân viên cứu hộ để con tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó khi cần thiết. Ngoài ra, bạn hãy hạn chế tối đa việc dùng điện thoại mà thay vào đó là thường xuyên quan sát, tương tác với trẻ để chắc chắn rằng bé không mải chơi mà di chuyển ra phía xa, quên mất rằng ba mẹ đang đứng ở cạnh. Ghi nhớ thứ hai là hãy quan sát tình hình thời tiết. Có rất nhiều ba mẹ không quan trọng vấn đề này, tuy nhiên những thay đổi về thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ nếu bạn không cẩn thận. Khi trời quá nóng, cha mẹ không nên cho con xuống nước vì dễ gặp tình trạng sốc nhiệt. Bên cạnh đó, nóng bức làm cho trẻ đổ mồ hôi nhiều. Lúc ấy, nước có thể thấm vào cơ thể thông qua lỗ chân lông và khiến con bị cảm sốt. Khi thời tiết vào mùa lạnh, việc bơi có thể khiến trẻ hạ thân nhiệt. Điều này gây ra những triệu chứng chóng mặt, ù tai và co cứng cơ, rất nguy hiểm đối với cả người lớn chứ không riêng gì trẻ em. Vì vậy, các bạn hãy lưu ý về thời tiết cũng như là giải thích cho trẻ một cách cặn kẽ để bé chú ý về thời tiết trước khi chơi đùa dưới nước mỗi khi không có bạn ở bên. Ghi nhớ thứ 3, hãy chú ý địa thế và điều kiện nước xung quanh. Hầu hết các vấn đề đuối nước thường xảy ra do không may bị trượt ngã khi đi qua bờ sông, suối hoặc thành hồ trơn trượt. Bạn hãy nhắc nhở trẻ chú ý cẩn thận, luôn nắm tay ba mẹ lúc di chuyển ở những khu vực này. Nếu bạn và gia đình đang đi biển thì nên tuyệt đối cẩn thận với những dòng chảy xa bờ. Nếu không may bơi tại đây, rất có thể nước sẽ rút nhanh khiến trẻ bị cuốn ra biển ngay lập tức. Thứ tư, hãy dạy trẻ khởi động và mặc áo phao trước khi xuống nước. Việc khởi động trước khi xuống hồ mang đến rất nhiều lợi ích. Lợi ích lớn nhất là ngăn ngừa chuột rút khi đang bơi, bởi các động tác tập thể dục sẽ giúp máu lưu thông dễ dàng, hạn chế co cứng cơ khi tiếp xúc với nước lạnh gây ra chuột rút. Áo phao cũng là một vật vô cùng cần thiết với trẻ em. Con bạn cần biết được cách kiểm tra xem phao có bị xì hơi hay không và làm thế nào để mặc áo phao đúng nhất. Ngoài ra, bạn cũng đừng quên dạy bé rằng áo phao thường gắn kèm theo còi. Trong tình huống nguy cấp, bé có thể thổi còi để báo động cho mọi người biết. Ghi nhớ thứ 5, hãy dạy trẻ học các kỹ năng sinh tồn dưới nước. Giữa việc trẻ có thể bơi lội thật điêu luyện khắp xung quanh hồ và việc trẻ có kỹ năng sinh tồn dưới nước tốt, bạn nghĩ điều gì sẽ quan trọng hơn? Theo chuẩn bơi để sống sót của Canada, thì việc dạy bơi cho trẻ không nhằm mục đích giúp trẻ bơi giỏi như một vận động viên, mà chúng ta phải đảm bảo rằng các bé có thể lặn xuống sâu, đứng dưới nước trong vòng 1 phút và bơi được 50 mét. Đó là những kỹ năng tối thiểu để trẻ sinh tồn nếu không may bất ngờ rơi xuống nước. Bên cạnh đó, bạn có thể giúp trẻ ghi nhớ những điều sau để an toàn hơn khi bơi. Cách xuống nước. Để có một khởi động an toàn, bạn nên yêu cầu bé xuống nước bằng cách men theo thành hồ hoặc di chuyển trên các bậc thang. Cha mẹ nên hạn chế cho trẻ nhảy từ trên thành hồ xuống nhé, vì việc va đập với mặt nước có thể khiến trẻ bị sặc và khó thở đấy. Hướng dẫn trẻ dấu hiệu báo nguy. Theo quy định quốc tế, một người gặp nguy hiểm dưới nước sẽ giơ cao một tay trên đầu để vẫy kêu cứu. Phụ huynh hãy bảo con em mình học nằm lòng các hành động này nhé, vì không chỉ giúp trẻ có thể tự cứu nguy cho bản thân mình, còn giúp bé phát hiện ra và báo động ngay nếu có người đang cần sự giúp đỡ nữa đấy. Mình có một gợi ý nhỏ nữa dành cho các bậc cha mẹ.
Trên thực tế, những tai nạn rơi xuống nước thường xảy ra khi chúng ta đang mặc quần áo bình thường. Do đó, bạn có thể thử cho con bơi khi trẻ còn nguyên quần áo trên người. Điều này giúp con cảm nhận được trọng lượng quần áo khi ngâm nước và tập di chuyển sao cho quen dần với sức nặng đó. Trên đây là 5 ghi nhớ giúp con phòng tránh tai nạn đuối nước mà các bậc cha mẹ nên tham khảo để bảo vệ con mình.